Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Điểm mạnh thì chắc là em cũng là một người khá là vui vẻ, hòa đồng với bạn bè. Nói chung là cũng hiền lành, tốt bụng và rất là tình cảm với mọi người. Điểm yếu? Điểm yếu thì cũng có một số điểm yếu như là lười, lười chăm sóc bản thân mình. Nhưng chăm sóc tàu thì tốt hơn đúng không? Vì đó là công việc của mình ạ. Rồi, ở bên đó hỏi bên thủy thủ trước đi. Nếu lên đên vậy là tình yêu như thế nào? Có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi ạ. Và tại sao lại chia tay? Người đầu tiên ấy, thì khi mà họ không muốn mình đi xa nên là họ quyết định dừng lại. Còn người thứ hai thì cũng vì tình cảm đi xa. Nên là cái tình cảm nó... Đúng rồi. Nếu như mà mình có bạn gái mà đi 6 tháng, 4 tháng lên lên trên biển hoài, ở đây người ta cũng buồn, người ta nhớ, người ta thương, người ta lo. Dạ đúng rồi. Đừng ghen thì cũng ghen, ở đó trên tàu có ai đâu cua mà ghen. Nhưng mà người ta lo. Với lại tuổi thanh xuân phụ nữ qua đi rất là nhanh luôn ha. Rồi, đó là những cái mà đã trải qua. Bây giờ cố gắng làm sao nếu có một mối tình sắp tới mình chăm sóc, mình tranh thủ dành thời gian làm sao á để cho bà gái yên tâm. Bên đây mặt xanh hết trơn chọi rồi kìa. Rồi mình nói đi, cái tình yêu của mình sao rồi cưng? Dạ, thì thực ra con thì cũng có trải qua 2 mối tình, nhưng mà con theo con đánh giá thì nó không phải là sâu đậm đâu, mà là hẹn hò tìm hiểu thôi. Sau đó thì cảm thấy là không có đủ cái tình cảm đủ lớn để mà bước sang cái giai đoạn cam kết với nhau lâu dài, thì tụi con dừng lại. Cái mối tình gần đây nhất thì là tầm hơn 1 năm. Hơn 1 năm rồi đúng không? Bây giờ con muốn có một cái người đàn ông như thế nào? Thực ra mỗi con người chúng ta thì có 3 phần, đó là thân, tâm và tuệ. Thì về phần thân thì con mong muốn một cái bạn nam là cao từ 1m75 trở lên. Trời, dạ. Để coi chú thủy thủ cao mét bao nhiêu nghe. Chắc chú em là thủy thủ. Cao mét nhiêu vậy? Dạ, chưa được 70. Mét 70 hả? Dạ. Mét 70 cũng là mang cao rồi. Mang dài 5 tấc mới thành 75 có gì đâu. Rồi. Thân nè, rồi từ từ, chưa hết phần thân ạ. Chưa hết phần thân luôn. Dạ, phải sạch sẽ. Sạch sẽ. Dạ, và là người mà biết yêu thương bản thân á, biết tự chăm sóc cho bản thân. Cái phần tâm rồi. Thì phải là người tử tế, sống vì mình và vì cộng đồng nữa. Tuệ là gì nè? Tuệ thì là một người mà con rất là kỳ vọng là làm một cái công việc mà nó mang tính chất tư duy. Dạ duy. Đúng rồi. Nói nghe nè, phần thân, phần tâm, phần tuệ là mình mạnh phần nào? Thân là chiều cao nè. Tại đây là hơi thiếu thiếu. Biết lo cho bản thân nè. Không biết lo, chăm sóc lo cho bản thân không à. Nè. Chăm sóc bản thân thì đương nhiên là cuộc sống một mình thì chỗ nào mình cũng phải tự chăm sóc mình. Rồi tuệ. Vì em làm bên kỹ thuật tàu thủy. Vậy là phải tư duy rồi. Tư duy rồi. Rồi như vậy là 3 phần là 90-95% hết rồi. Chút xíu nha. Xin lỗi nha, dạ, tại bên đây gia đình bên tôi luật sư đó, cho nên là tụi tôi phải đâu ra đó gạch đầu hàng rõ ràng. Chứ rồi. Luật sư là không có trọng. Tình yêu nó phải là luật đâu, không mang tính luật ở đó. Biết vậy nhưng mà tụi tôi vẫn bị bệnh nghề nghiệp. Tình yêu nó đến từ trái tim mà nó có thể đến bất kỳ lúc nào và sai bất kỳ lúc nào. Rồi, con hơi ốm chút xíu nha. Tại vì mấy bữa nay lo lắng nhiều quá, lo xuất ký. Lo gì? Lo lên chương trình ạ. Trời ơi. Không, tôi thấy vậy là được rồi. Không, lấy vợ xong rồi sẽ mập ra, tại để vợ chăm sóc coi sao nha. Giống như anh này nè, xưa anh uống nho mà vợ anh chăm sóc, giờ anh mới được vậy đó. Dạ. Mẫu hình lý tưởng của em trai thế nào? Nói chung là em không yêu cần yêu cầu nhiều. Ví dụ như là một người phụ nữ là phụ nữ nữ công gia chánh, ngoan hiền, lễ phép. Một người phụ nữ là tốt. Phụ nữ là sao? Tức là có những đặc điểm của phụ nữ, ví dụ như là một người phụ nữ phải có đặc điểm như người phụ nữ chứ. Đâu em giải thích cụ thể đó coi sao? Ví dụ như là ngoan hiền lễ phép, tốt với mọi người. Ủa là phụ nữ là phụ nữ chứ sao không mày? Đó là cái tiêu chuẩn cái người phụ nữ này bạn này muốn. Thì bên tôi là có đủ hết trơn tôi rồi đó. Tôi chưa hiểu luôn á, để tôi coi coi người này có phụ nữ có phải là phụ nữ không? Đó. Trời ơi. Chưa đạo luật sư. Phụ nữ phải thật là phụ nữ nha. Dạ. Né quá phụ nữ này, nhìn vậy là thấy phụ nữ rồi. Được rồi. Nãy giờ nghe anh đưa ra cái tiêu chí đó, con thấy con có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, con nghĩ là con đáp ứng được chắc tổng 90%. 90%, dạ. Tốt rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai em gái? Dạ, em đi với người bạn thân thiết của em. Rồi. Dạ, xin chào tất cả quý vị trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Cao Văn Hải, là bạn thân cùng với lại bạn Thanh đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ.
Thì em có nhận xét sơ bộ là anh có vẻ là rất là chân thành, rất là có nhìn có vẻ là rất là hiền hậu. Về mặt về cái yếu tố như bạn Thanh nói là tâm á, thì có lẽ là đúng như những gì bạn Thanh có yêu cầu. Còn về việc mà có hoàn toàn phù hợp hay không thì em nghĩ là để cho hai bạn trao đổi thêm thì sẽ hiểu hơn ạ. Cảm ơn Hải. Anh trai đi với ai? Hôm nay em đi với một số bạn, số bạn cùng cấp 3. Rồi, mời bạn cho ý kiến nào. Dạ, xin chào MC của chương trình và toàn thể quý vị đang xem chương trình. Thì em tên là Bích Ngọc, hiện là bạn thân học từ cấp 3 với Tâm đến nay chắc cũng hơn 10 năm rồi. Thì em xin nhận xét về bạn gái, đó là bạn gái nhìn rất là dễ thương. Lại với những cái tiêu chí của Tâm á, thì bạn gái có thể đáp ứng được. Mình thấy hôm nay hai bạn đến với nhau, đến với chương trình này là mình thấy hai bạn cũng có duyên với nhau và mình mong các bạn cho nhau cơ hội để bước tiến xa hơn nữa. Mình đã chơi với Tâm mấy chục năm rồi, thì mình cũng có thể nói thêm, không phải là mình khen. Nhưng mà các bạn biết á, khi mà đi tàu về, thí dụ mình đi 9 tháng, mình về 3 tháng là những thủy thủ thường ở nhà chơi. Nhưng mà riêng Tâm là Tâm luôn luôn nghĩ ra cái gì đó để kiếm việc làm cho bản thân để mình không bị đi sau thế hệ và luôn luôn phát triển bản thân mình. Cảm ơn. Đây là thông tin rất tuyệt vời. Một thông tin rất là hữu ích. Đúng rồi. Nào, mở rào. Bây giờ sẽ là không gian của hai bạn đó. Cứ trò chuyện để hiểu nhau nha. Vâng. Mình có món quà. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Món quà gì đó? Một cái bút ạ. Dạ mà. Không biết là món quà này có ý nghĩa như thế nào để... Có một cái nhân vật mà em rất là yêu thích. Thì ông ấy có nói là tất cả những gì bạn mong muốn á, thì hãy viết nó ra. Tại vì em cũng đồng ý với quan điểm đó. Bởi vì mình viết nó ra thì cũng như là một lần mình mang nó vào trong tâm trí mình, khắc sâu hơn một lần, để nó có đừng trôi đi. Cảm ơn. Hai bạn hãy nói cho nghe về quan điểm về hôn nhân gia đình với nhau. Anh trước đi ạ. Về quan điểm về hôn nhân thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà hiện tại bây giờ mà giới trẻ có một cái xu hướng đó là single mom. Thì ví dụ như trong cuộc sống bây giờ mà họ cảm thấy không hợp nhau, hay là sống với nhau có một đứa con rồi nhưng mà lại cảm thấy là mình không còn hợp nhau nữa, không còn yêu nhau nữa. Dạ. Và họ muốn chia tay, thì bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề như thế? Đầu tiên á, thì em đến đây thì em không nằm trong xu hướng đó rồi. Dạ. Nhưng mà thực ra thì em nghĩ là tư duy của em hơi mở hơn một chút xíu. Đó là nếu mà mình kết hôn, mình có con và cái cuộc sống hôn nhân đó nó không được như mình mong muốn, vì bản chất của hôn nhân là làm cho nhau tốt đẹp lên và hạnh phúc hơn. Và nếu mà họ cảm thấy không hạnh phúc được nữa thì em nghĩ là họ có quyền để mà sai thì làm lại. Thì họ có thể vẫn chăm sóc con tốt, thì em thấy vẫn tôn trọng cái điều đó thôi. Thì em nghĩ là như thế. Thôi mình nói chút xíu thì hẹn hò đi. Hò thì giờ phải chờ 4 tháng thì... nữa. Chờ sau 4 tháng nữa mới hẹn được. Giờ nói bạn chuyện ngại qua. Vấn đề đấy không? Dạ, cá nhân em chia sẻ thẳng thắn thì em rất quan ngại điều đó. Thế còn ngại không? Vì nó chắc chắn là nó sẽ trở ngại. Bởi vì em có cái quan điểm là cái tình cảm là nó phải có cái sự tương tác trực tiếp. Em thích đối thoại hơn là em không thích nhắn tin ạ. Thì... mà bây giờ nó dĩ lỡ rồi, 4 tháng nữa mới lên bờ được, có chờ được 4 tháng không? Với cái cảm xúc khi mà gặp bạn này á, như thế thì là liệu mình có thể chờ được bạn 4 tháng không? Bởi bây giờ nó là bất di bất dịch rồi, 4 tháng lại, sau đó mới lên bờ. Có thể có 1 tuần, 2 tuần. Bạn ấy là sẽ quyết định sao? Nghĩ rằng đó, bạn nói đúng đó, đó là một cái trở ngại. Mà nãy bạn nói đang quan ngại luôn đó. Phá tan cái không khí này chút xíu đi nào, hát hò chút xíu. À, bước tới giao lưu tình cảm, cái nắm tay bạn gái rồi hát bài nào đó, nắm tay và cô gái luật sư nào, nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt và hát một bài nào đó. Em thích hát bài gì em hát? Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ khô mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Bây giờ mỗi người nói một câu nào đó, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Em thấy gương mặt anh khá là sáng sủa. Chiều cao anh thì em thấy cũng ổn. Anh trao đổi chân thành, thẳng thắn. Thì em cũng thích những cái điểm ưu điểm đó. Cảm ơn bạn. Nói chung là mình đến đây thì cũng là một cái duyên. Có thể là mình đi vòng quanh trái đất nhưng mà vẫn chưa gặp được một người nào đó phù hợp. Và hôm nay đến đây chương trình thì nói chung là chúng ta cũng đã gặp nhau ở đây. Mình sẽ thử cho nhau một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau. Biết đâu cái duyên nó là cái duyên tiền định. Rồi, hết thời gian, chúng ta sẽ trả lời bằng nút bấm. Nếu các bạn cảm giác rằng là đây một nửa mảnh ghép mình cần ghép lại thì bấm nút ngay. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Nào, 1, hãy làm theo trái tim. Đúng rồi. 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Bạn gái không bấm. Dạ. Nói chung là xin bắt tay được. Dạ. Chúc bạn sẽ tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Dạ. Và có cuộc sống sau này thật tốt. Dạ. Em chúc anh vẫn yêu công việc và tìm được cái người thực sự có thể hy sinh và hiểu anh nhiều hơn. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Vâng, cảm ơn. Nói chung là em cũng có cái kế hoạch cho tương lai của mình. Thì nói chung là không phải là đến ví dụ như một thời gian thôi, mình sẽ về và ổn định cái công việc ở trên bờ.